Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha. Và Di Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ anh em. Và nãy thì có một ông anh bảo Khải là up dùm cái ad này lên Switch dùm một cái gần 12 giờ anh em. Nói chung là nhanh thôi. Nói chung là cái này cũng như là một cái video hướng dẫn anh em cách up level một cách nhanh nhất để anh em có thể đạt 8x và đỡ có thể liền kill nhanh nha anh em. Nói chung là tầm này thì anh em mới vô này, anh em mới vô game này, anh em mua cái cục tống kim kinh nghiệm đan này. Đó, đem cánh một cái cục này nó khoảng 80 xu thôi, cánh một phát. Đó, 44 level. Rồi, 44 level cái mang vô đồ đây khỏi chặt rừng hay là tương xong. 44 level. Đúng chưa? Rồi được một cái lỡ hộp thần tài. Đó, nó được cho mình một cái lỡ hộp thần tài đúng chưa? Rồi lỡ hộp thần tài. Rồi đó tính sau, giờ bắt đầu Khải đi làm giả tẩu đó. Khải tiếp tục đó là chúng ta làm 30 lần giả tẩu liên tiếp. 20 lần giả tẩu liên tiếp chứ thì mua 200 xu, 20 cái sơ đồ giang hồ. Đó. Này cũng như là một video hướng dẫn anh em và mới vào game thì anh em có thể cứ làm như Khải thôi. Qua 12 giờ anh em cứ làm ngược lại như Khải nữa thì 8 bit thôi, nhanh thôi anh em. À giả tẩu nha. Biết nó cho gì đây. Được thôi. Tăng nội lực 1 đến 50. Tăng nội lực 1 đến 10 kiểu này phải nhờ sự hỗ trợ của ad của Khải rồi. Vì ad này mới tạo nên là không có ba cái đồ này. Nên là đã phải set ad chính qua đó. Nội lực 1 đến 50. Cái này vừa là sẵn làm video là sẵn giúp ảnh luôn. Nội lực 150. Bây giờ ad mới vô game mà làm gì có nội lực để mà làm nhiệm vụ. Làm liên tiếp 20 lần nha anh em. Làm liên tiếp 20 lần sẽ được 5 triệu kinh nghiệm nữa. Và 5 triệu kinh nghiệm thì nó sẽ lên 6x nha anh em. Đây. Đây là Khải đỡ tốc, đỡ tiết kiệm cái sơ đồ giang hồ á, nên là Khải bốc đồ cho ảnh. Rồi cứ nhận này, 20 lần liên tiếp nha. Không hủy nha anh em lưu ý là không hủy nha. Một tấm à, mới tạo ạc thì chưa có tấm nào. Cái này phải dùng hoàn thành nhanh. Đó, hoàn thành nhanh thôi. Dược vận động tầng 1 hoàn thành nhanh luôn. Ui, đúc cấp nè. Rồi tiếp tục nè. Tiệm tập hóa Dương Châu. Được, Khải bước ra đây. Đó. Chung là anh em nào cứ mới vào game thì cứ làm giống Khải là rệt rẹt thôi. Tập hóa Dương Châu. Tập hóa Dương Châu. Ừ, nè tí nè. Kim Bảo bán đang ngồi thôi chứ em không có tiền vàng. Tập hóa Dương Châu, để em bán một cục Kim Bảo 300 vạn đây. Ơ, chưa ra được thế giới, tôi cần chưa ra được thế giới. Chết rồi. Đồ để mình đưa ít tiền dạng à. Anh không có tiền dạng người rồi. Ra ra đây. Dương Châu Nha Môn. Ờ, có nguyện mua kim, ok. Có tiền vạn làm giả tẩu. Dương Châu Nha Môn. Rồi, đợi tí nè mày. Đó, bán một kim mới rồi. Có tiền vạn làm giả tẩu, ok luôn. Rồi. Up cấp nhanh rồi nè mày, up cấp nhanh để giả tẩu nữa. Đã qua 12 giờ up lên 8x luôn. Ừ, sẵn làm video cho anh em mới vô sâu anh em không biết á. Thì cái này khá làm nhanh thôi. Giả tẩu thì 20 lần liên tiếp đó. Giờ làm up phát 6x qua ngày mai, qua ngày mới up phát nữa. Lên cấp thôi nè, lên cấp 18x thôi. Nhanh như thôi. Cái này chắc em làm nhanh qua luôn anh Long Thanh ơi. Chứ giờ mà đi mua cái này nó mất thời gian lắm. Để em tạo giờ xong cái này á, cũng phải đi ra biển kinh ăn thần tài nữa, 15 phút nữa, nó mất thời gian. Nên là sau cái này rồi em up nhanh luôn nha. Úp nhanh luôn nha. Úp nhanh luôn anh ơi. Bây giờ nói thiệt anh em là được, nhưng mà cái vấn đề là đi qua đi lại nó mất thời gian quá. Úp nhanh luôn nha anh luôn. Úp cấp nè. Một tấm không có nè. Qua nè. Kiếm nhanh đi. Đúng rồi, không đủ giờ. Còn có 15 phút nữa. Đỡ còn cắn thân tài úp cấp nữa anh. Đó. Làm nhanh luôn. Nói chung là làm gì làm cứ 20 giờ tẩu liên tiếp thì anh em sẽ được 5 triệu kinh nghiệm. Đó là cái tiếp theo. Không có kinh nghiệm dấu hỏi. Ui, không có kinh nghiệm dấu hỏi được 396 kinh nghiệm, được mấy chục phần trăm luôn, ngon chưa? Úp cốc nè. Nội lực à, nội lực như này có. Nội lực này. Lực 150. Em chọn. Nói chung là mấy cái này anh em có thể đi mua. Đó, ví dụ như tạp hóa Thương Dương. Khả năng muốn nôn á. Là Khải không có đi mua. Đấy, đi mua cho anh em xem. Đó. Hóa Thương Dương.
Chỗ này thì qua 12 giờ em up cho anh phát 8 mít luôn. Đó, cái này là anh em tự đi mua thì nó mất thời gian, thì trước mắt thì anh em có đi mua thôi. Còn như Khải thì Khải làm video là Khải làm nhanh anh em. Khải làm nhanh đỡ nó kịp 12 giờ rồi chúng ta sẽ up tiếp lên level 8x luôn. 15 lần rồi. Còn 5 lần nó được 5 triệu kinh nghiệm là nó sẽ up lên 8x luôn. Nhanh gọn luôn nha anh em. Đó, tạm là lấy nhưng mà Khải làm nhanh luôn. Đó. Ok, rẻ luôn nè. Rồi 55 cấp rồi đúng chưa, còn lại hai cái gì đó, còn lại đó còn cứ làm thôi. Rồi cái này bỏ đây nha. Rồi nói chung là còn mấy cái giả tạo này anh chịu khó làm tay cũng được, còn đây qua 12 giờ nữa là không cần. Rồi giờ em bắt đầu em ra biển kinh đó. Cái thứ ba là anh em ra biển kinh đông, anh em lưu rương đẹp mới này lập dùm cho anh Thanh Long anh em ơi, lập dùm cho anh Thanh Long để anh chơi á. Nói chung là qua 12 giờ em úp cho ảnh là 8x luôn em, cái này làm dùm á. Ui gần úp cấp rồi. Cũng được, cũng được. Lập giỏ đan á, tí nữa vô giỏ đan rồi. 55. Đó, bị ăn thần tài. Ăn thần tài là up 6x rồi. Qua 12 giờ em cắn vài phát nữa em đưa anh lên 8x luôn vào thôi. Cái này có quà thấp không ạ? Để coi ai bán quà thấp, được cắn hai quà thấp anh em ơi. Ra mua quà thấp nha. Quà thấp được 2 cấp nha. Em ra mua quà thấp à. Mua 4 quả hy hoàng thấp. Nhanh anh em ơi, 4 quả được 2 cấp ấy. Trước 12 giờ là được 2 cấp ấy. Cố gắng thử ai bán không? 4 quả hồng thấp thử ai bán không? Ok, ngon 2 cấp luôn. Ok ok, mình kinh đông dùm. Đó, mua 4 quả 60 xu thôi. Đó anh em thấy chưa? Đó, cái thứ ba là anh em chết rồi, ra dùm. Hết 12 giờ không ăn quả được. Ok, lấy 2 quả ra biển kinh đông giúp mình mới tạo ạ. Ok hai quả mua luôn anh ơi, biển kinh đông dùng em mới tạo ạ chứ nó qua 12 giờ ra đi. Biển kinh đông đủ đang thần tài anh ơi. Đồ ông kêu vừa đánh tống kim, đang tống kim giờ ông bảo Hải Thành bắt đi đang bơ tơ phải rồi. Biển kinh đông cộng bơ ca giùm em. Anh hai quả được 2 cấp nha, nhanh lên nhanh lên trước 12 giờ. Ad này Khải tạo giùm anh Thanh Long anh em ơi, tạo giùm Khải chơi ad giỏ đan anh em ơi, anh em đợi tới. Nhanh nhanh nhanh. Biển kinh đông cộng bất ca này anh ơi, em đang cánh thần tài không đi được map. Mua hai quả chung là anh em sẽ được 2 cấp nha, 60 xu anh em được 2 cấp. Tranh thủ giao dịch giùm cái anh ơi, hết giờ rồi, đậu xanh 12 phút nữa. Ok sẽ là phục vụ kinh đông nữa. Anh này được 2 cấp nha em. Để nó up cấp cái Khải cắn. Up nó up 57, up 57 Khải cắn. Nhanh anh ơi. Ui gì vậy? Đã nhầm. Hai quả. À ông này được đấy. Ông này hai quả là 30 xu thôi anh em. À ok ok, ông này chơi được đấy. Hai quả là 30 xu thôi, mình bỏ nhầm 60 xu. Được 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 được. Người này nên đề cao ý thức tung vinh ông này. Đó, được được. Ok. Ok anh trai. Rồi, đó, sau khi đang ăn thần tài thì chúng ta ra đứng đợi lên up cấp thôi nè. Up cấp thì up tròn cấp thì anh em cắn quả. Đợi tí nè, up tròn cấp rồi đó. Up tròn cấp là cắn quả lên được 2 cấp nha. Đó, đợi thôi. Ra ăn thần tài thì anh em được 5 triệu trong vòng 15 phút. Nên là giờ Khải tu nhanh, Khải tắt video, Khải tu nhanh nha. Tí nữa up cấp này quả thấp anh em làm theo là được. Rồi up cấp nha anh em, up cấp xong giờ mình tăng 2 cấp nè. Đó. Đó, anh em thấy hai cái quà thấp nó hiệu quả chưa? Đó, hai quà thấp nó tăng 2 cấp luôn á, hiệu quả chưa? Từ 56 up lên 57 rồi đúng không? Xong là Khải cắn hai quả lên 59, đúng chưa?
Đó, xong giờ lên đợi anh xong cái thằng tài này lên số ít. Lên số ít rồi qua 12 giờ Khải mua tiếp tục hai quà thấp và một tống kim kinh nghiệm đan. Khải núp vào phát một là có thể là gần 7 8 ít luôn anh em. Đó, thôi. Gia tẩu nữa, 20 lần gia tẩu nữa. Nói chung là đầu tiên là chúng ta cắn tống kim kinh nghiệm đan. Tiếp theo chúng ta làm 20 gia tẩu. Tiếp theo nữa chúng ta rang thần tài. Rồi tiếp theo chúng ta cắn hai quà thấp. Đó, là xong. Rồi sau khi xong thì chúng ta lặp ngược lại như cũ. Thì úp cấp thôi anh em. Rồi chuẩn bị sao biết. Ok anh Thanh Long này em nhận được rồi này. Đợi một tí. Ừ ông đó quá thật thà luôn được. Mình cứ nghĩ là 60 xu cho nãy mình định hỏi mua 60 quả, 4 quả, 4 quả là 60 xu. Rồi chờ up cấp anh em. Chờ ngày mới xong rồi Khải bắt đầu Khải cánh ngày mới cho anh em xem. Ok anh em này, đó, sau khi hoàn thành tất cả cái gì trong một ngày thì đầu tiên thì đó là cục tống kim kinh nghiệm đan. Sau đó thì làm giả tẩu. Sau đó đó là cánh hà cánh thần tài tại Biển Kinh. Rồi tiếp tục đó là cánh hai quả thấp. Và sau khi kết thúc thần tài thì được 62 level. Và bây giờ đã chuyển sang ngày mới rồi. Bây giờ thì Khải sẽ mua tiếp tục đó là một cục tống kim kinh nghiệm đan khoảng tầm 70 đến 80 xu cánh vào một phát. Thì Khải nghĩ nó sẽ được khoảng là tầm 65 hoặc 66 cấp. Rồi Khải sẽ mua tiếp tục hai quả thấp tiếp. Rồi Khải sẽ cánh vào thì nó sẽ khoảng tầm 60 68 cấp đi. Rồi bắt đầu làm gia tẩu nha anh em. Đó. Rồi tí nữa là gia tẩu xong thì biển kinh đâu. Gia tẩu xong thì Khải sẽ cắn thần tài tiếp 5 triệu nữa thì chắc chắn nó khoảng tầm trên 7x. Ok, được Khải mua đã anh em ơi. Đó, mua con kim kinh đan. Giờ bắt đầu là cắn tống kim kinh đan này. Đó, sau khi xong ngày bắt đầu ngày mới nha anh em, ngày mới. Ngày mới thì Khải sẽ chuẩn bị tống kim kinh nghiệm đan và 20 lần hoàn thành nhiệm vụ gia tẩu tiếp tục. Đó. Này ship chồng được nha, anh em có thể ship chồng nha. Rồi cánh cục tống kim kinh đan này, từ từ cánh, trước khi cánh thì Khải qua gia tẩu thử nó biểu đi đâu. Giờ thiếu hai quả thấp nữa, để mua hai quả thấp. Rồi mua ít mình nè, gãy ít mình nè. Mua 4 hoặc 2 quà thấp thì cũng được. Đây là ngày mới rồi. Anh sẽ chuẩn bị cho anh em xem. Tổ. Thôi giờ tổ em ơi. Đang định mua quà thấp mà chưa ai bán. Ok tiếp tục à. Ngày mới nha anh em ơi. Ngày mới bắt đầu là giả tổ này. Tạo hóa hành lý. À, giờ thì hãy chạy đi mua. Mua khoảng 10 cái. Còn lại là 20 cái thì Khải sẽ làm nhanh. Một cái đi mua này. Tại vì nó chỉ cho anh em 20 lần hoàn thành nhanh thôi, còn 10 lần kia anh em phải làm tay. 10 lần kia anh em phải làm tay. 20 lần liên tiếp sẽ được 5 triệu nha. Thôi đi thôi mà. Mua hai quả thấp nữa là được. Em đang xem thì đừng quên cho video này một like và chia sẻ chơi nha anh em. Và video này cũng như là video hướng dẫn người chơi mới. Anh em muốn vào nhanh thì up cấp khá là nhanh. Chỉ làm theo hướng dẫn video của Khải tự động cố thì ok thôi. Hết rồi. Của ông anh không phải của mình anh em. Tầm lên. Không biết lên được 8x không. Anh nghĩ sẽ hơn 7x. Sẽ hơn được 7x. Thần đồ. Tống kim kim đang mua rồi, thiếu hai quả thấp thôi nè. Thiếu hai quả thấp cho ngày mới. Quả thấp thì nó bán cũng tầm 15 20 xu một quả. Mua hai quả tầm 40 xu đổ lại là được. Năm mươi năm k trò đen tương dương. Mới nhiệm vụ đầu này thì đa số nó cho anh em đi đi thành mua này nọ là chính. Còn mấy nhiệm vụ dùng đi đi thành đi đồ quân đi 15 7 8 8 8 rồi này nọ thì anh em có thể sử dụng sơ đồ giang hồ cho nó nhanh. À.
88 ngon lắm, úp cặp đó, chiếc này ở Dương Châu. Từ đó khai vô phái đã, vô phái vào đàn đúng không, vô phái vào đàn đúng không, ở Dương Châu. Rồi. Cố gắng 20 lần liên tiếp là được 5 triệu nha, được 5 triệu với cái cấp này thì nó sẽ được khoảng tầm 3 cấp hơn. Cái cấp này thì nó sẽ được hơn 3 cấp. Rồi, con là Vũ Linh Sơn. Giả tạo cho thêm nữa không rồi, qua đường. Vũ Linh Sơn up cấp hơn một cái nữa. Hóa phù tường. Đó, đơn giản thôi nè. Bị 7x, chuẩn bị 7x giờ. Này mới dùm mà tạo dùm anh thằng Thanh Long thôi nè. Chứ không phải của Khải đâu. Khải mua ạc khác, Khải mua giỏ đàn. Tí nữa Khải sẽ sau đồ cho nên xem. À đồ thì chưa có, tí nữa Khải sẽ đi mua đồ. Đang đi tìm đồ cho nó. 8 tấm cái này lên cấp này. Đó biết này. Đó, lấy qua đây giờ làm nhanh nha em ơi. Giờ còn 15 lần. Từ từ 15 lần đi mua rồi. Cảm làm. Ôi, quá phép. Tạm hóa phần tường. Tiếp tục. Còn mấy cái nữa. Đỡ lần này Khải đi mua tròn 30 giả tẩu luôn đi. Em ra nó phí. Dạ, hóa phần tường. Tám tám bốn lần này úp cốc này đủ không có kinh nghiệm trời quá. Ô cho 4 dạng được đấy, tí nhật tí nhận tí nhận có biển kinh. Phải nói không cho úp cốc rồi. Ba mươi giả tẩu này thì có sử dụng cái sư đồ giang hồ làm nhanh đó, nên là anh em làm giả tẩu thì nó khoảng tầm 5 đến 10 phút là anh em có thể xong hoàn thành 30 giả tẩu trong ngày. Và sau khi liên tiếp được 20 lần thì anh em được 5 triệu cộng dồn nha, 5 triệu cộng dồn đó. Vừa rồi nó cộng dồn nè, anh em thấy nè. Đây nè, Thanh Long nè, em thấy thông báo này. Thanh Long vừa làm 20 nhiệm vụ giả tẩu liên tiếp được 5 triệu đó, up cấp này thôi. Úp lần 3 cấp nè. Số 7 nè. Vô nhà tạo này cho cái này. Ui 88. Này gần úp cấp rồi. Còn 60.000 thôi, 60.000 úp cấp nha. Nên là hơi phí, nên là Khải sẽ sử dụng tổng kim cương làm đa lấy 5 triệu kinh nghiệm. Tại vì cái này càng dồn nha anh em. Còn giờ anh em nè, anh em trả cái giả tạo này á thì chắc chắn nó sẽ được 5-600 triệu lận. Ôi 5-600.000 lận. 5-600.000 lận thì đâm ra nó lại thọt đi mấy trăm kinh nghiệm nó uống nè. Úp cấp luôn. Thấy chưa, 10 rồi giờ trả này đó, thấy chưa, được 209 kinh nghiệm nữa, được thêm mấy chục phần trăm nữa, sướng chưa. Chỗ này anh em trả này không cầm dồn nha anh em, giả tạo không cầm dồn nha. 8 cái cuối cùng tìm một khí đại lý. Còn mấy cái cuối, còn mấy cái cuối rồi. Cho xong, cho xong rồi ra biển kinh cắn thân tài nha anh em. Sống này ra biển kinh cắn thân tài. Rồi sẽ mua quả thấp cắn sâu. 88. Ôi không kinh nghiệm. Được 7.000. Gọi công qua luôn.
Duyên, Lâm Phúc Duyên đã làm giả tổ. Rồi, cái này tí nữa anh đi làm sâu nha, tại vì hết tắm rồi. Cái này tí nữa anh có online thì anh vô làm tắm, tắm là phục lưu động. Rồi, ok, sau khi xong thì giờ về Bình Kinh Đông, anh Thần Tài nè. Đông với Thần Tài. Với Thần Tài thì 5 triệu nữa anh em. 5 triệu nữa thì nó sẽ khoảng lên được 72 cấp. 72 cấp và cắn thêm 2 hai quả thấp nữa thì nó lên khoảng tầm 73, 74 cấp. Đó, 73, 74 cấp. Đó, Bình Kinh Đông. Không leo rương rồi nè. Anh cần điểm hết luôn cho anh. Rồi ok. Cái lần cấp anh tăng vào trong phái thôi. Trong phái với kiêu này. Đó. Rồi sau này anh lên 9x. À, anh lên 8x thì anh về Ba Lan Hiền ngay chỗ NBC hỗ trợ môn phái á, hỗ trợ tăng thủ á. Anh lượm cuốn bí kíp thiên địa vô cực nữa là xong. Nhớ là lượm bí kíp thiên địa vô cực nha. Lượm lộn cuốn là xong á. Đâu giờ đang sinh lực, nỗ lực đẹp đẹp thì tầm 1.5k đẹp. Tại vì đây anh đang có xét kim phong á, nên là máu anh nó cao thôi. Rồi đợi anh Thần Tài, đợi anh Thần Tài rồi up cấp, rồi sẽ mua hai quả thấp nữa. Hai quả thấp. Không ai bán quả thấp với ta. 71. Rồi. Đó, ok. Giờ còn thiếu quả thấp nữa nè. Đó, cắn 4 quả thấp nữa. À, cắn 2 quả thấp nữa, ngày này nữa. Rồi, ok, xong. Xong rồi, anh em muốn up cấp nhanh thì anh em đi tống kim nè. Rồi, đi sang bốt tiểu nè, đi sang bốt đại nè. Đi sang bốt tiểu thì anh em hưởng, anh em chết, anh em hưởng, đứng chết nằm im thì anh em hưởng được 1 triệu cho một con nữa. Thì nó khá là nhanh. Với cấp 72 này thì hơi bị thốn. 1, 2. Đó, một ngày được 2 quả thôi. Ok, xong, đó. Chung là 2 ngày liên tiếp thì được 72 rồi đó anh em. Thì anh em muốn up cấp nhanh nữa thì anh em có thể đi đánh bốt tiểu này, một con 1 triệu nha. Đứng chết nằm im hưởng 1 triệu một con. Rồi là vào lúc 12:30 sẽ xuất hiện bốt tiểu nha anh em, và lúc 8:30. Đó, hai cái mốc giờ đó thì anh em nếu có đi thì bốt tiểu sẽ được 1 triệu một con. Còn bốt đại sẽ là vào lúc 10:10 thì nó sẽ xuất hiện bốt đại nha anh em. Và anh em kéo bốt đại thì sẽ được 2 triệu một con nha. Đó. Và ok, video này thì nói chung là hướng dẫn người chơi mới thì cũng đã tạm dừng ở đây. Thì anh em xem thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ nha. Video này thì làm dùm cho ông anh một ạng gió đa. Thì Khải cũng làm trên live stream trực tiếp luôn. Và anh em nào chưa xem thì có thể xem lại video này, và muốn chơi thì có thể làm theo hướng dẫn của Khải. Thì trong vòng 2 ngày thì nó lên được 72 nha anh em. Còn em đi chan thêm thì nó sẽ lên 8x nhanh thôi. Đi boss đi đồ thì nó là nhanh thôi anh em. Rồi sau khi 8x thì anh em có thể về Ba Lan Hiền ngay chỗ hỗ trợ NBSer. NBSer tăng thủ hỗ trợ. Anh em nhận cuốn bí kíp free, một cuốn duy nhất thôi. Rồi anh em chọn bí kíp nào đó anh em thích thì anh em bắt đầu đi luyện kêu nha anh em. Đó, xong rồi. Đằng này giờ đang. Ok, đừng quên cho một like chia sẻ nha. Mấy chủ này mấy chủ Đại Gia Sơn, trang chủ đó là công thành chiến sư .com nha anh em. Server ở bên vào ngày 11 tháng 6, gần 1 tháng thôi anh em ơi, gần 1 tháng thôi. Và đây là top anh em nè. Đó. Rồi ok, bye bye mọi người nha. Video này Khải sẽ tạm dừng ở đây, và Khải chuyển về và đăng chính của Khải đây.